Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay mình live stream, cũng công chuyện cũng bận rộn, mình rất là ít live stream, mà hôm nay đang đi công chuyện, cho nên mình cũng có những cái suy tư về 350 mét theo phía trái. Mình cũng có những cái suy tư về ở quê hương, muốn chia sẻ với anh chị em các bạn, cũng như cho những người Việt ở hải ngoại, những kiều bào mà người ta không có cơ hội, người ta hiểu về quê hương Việt Nam mà họ bị những cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại, tụi nó xuyên tạc chống phá. Tôi nói anh chị các bạn một điều, hiện nay tình hình Covid ở thế giới rất là nhiều khó khăn, nhiều quốc gia khó khăn trăm bề, nhưng mà ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà cộng sản, Đảng và nhà nước Việt Nam, người ta luôn làm sao để tạo điều kiện cho người dân họ đứng trên đôi chân và để họ phấn đấu vươn lên không ngừng. Các bạn biết ở Mỹ hiện nay cái số người chết đã lên đến cả triệu người, và tình hình bệnh dịch ở Mỹ nó cũng còn nhiều khó khăn, vấn đề Covid và cộng đồng thế giới cũng vậy. Cuộc sống ở những cái nước quốc gia phát triển, ở những cái quốc gia phát triển, anh chị các bạn thấy như vậy chứ, khi mà nó có những cái biến động trong cái cuộc sống, trong những cái mô hình xã hội đồ, là nó đè nặng trên vai những cái người dân lao động phổ thông, nhất là ở cái xứ Mỹ. Tại vì Mỹ nó là một cái đất nước hợp Trung Quốc, các bạn biết nền kinh tế của nó là quốc gia đầu tàu nữa, cho nên khi có những cái sự biến động, ngay cả hiện nay tình hình mà chiến tranh giữa Mỹ, Nga và khối châu Âu, Ukraine, nó có những cái sự biến động cũng làm giá xăng dầu tăng, ảnh hưởng đến Việt Nam. Dù vậy, người dân Việt Nam người ta cũng họ cũng vượt qua với sự lãnh đạo của những người mà tài giỏi của Việt Nam, người ta tìm những cái phương hướng làm sao cho nó phù hợp với cuộc sống của người dân Việt Nam. Cái thích thú của tôi là ở Việt Nam đó, anh chị các bạn biết, người dân của mình họ đứng trên đôi chân của họ, chứ không phải cái gì cũng ý là chính phủ, là phải chính phủ phải mang cái phúc lợi xã hội. Bởi vì khi mà cái phúc lợi xã hội đó mà muốn có trong đời sống thì các bạn nghĩ đi, nó phải thu thuế rất là siêu cao thế nặng. Việt Nam mình không có cái gọi là siêu cao thế nặng giống như ở bên Mỹ. Nó có rất là nhiều các loại thuế, nó có gần cả trăm thứ thuế trong đó. Những người mà sống mà làm việc mà kinh doanh đồ ở Mỹ, người ta mới hiểu được những cái luật pháp của Mỹ. Cho nên các bạn thấy ở Việt Nam mình thì cuộc sống của người dân, nhất là dân lao động phổ thông, họ được rất nhiều sự ưu đãi của chính phủ về hạ tầng cơ sở, và về tôi nói về ngay cả về bất động sản của mình. Tôi về tôi sống ở Việt Nam, tôi thấy các bạn biết những cái dự án phát triển đô thị cũng vậy, là những cái người dân mà gọi là ở vùng thôn quê, ngày nào làm nông vất vả, họ đổi đời trong chớp mắt khi cái sự phát triển của đất nước rất là tuyệt vời. Cho nên các bạn thấy có những kiều bào ở hải ngoại, họ nhìn về quê hương, họ đi về là họ thấy là những cái sự thật mà đất nước đang phát triển như vậy đó, họ ngỡ ngàng, họ rất là họ không ngờ rằng Việt Nam cái sự phát triển ngoài cái tầm suy nghĩ của họ. Bởi vì họ cứ lên trên mạng, họ sống ảo, rồi những cái sự tuyên truyền của bọn chống cộng ở hải ngoại, những cái đài radio tin tức của tụi nó cứ tối ngày nó ra rã, nó xuyên tạc, nó chống phá Việt Nam không từ mọi thủ đoạn gì hết. Nó rồi những cái người mà họ đi ra hải ngoại, các bạn biết họ làm cuộc sống của họ tất tần tật, cài sắp mặt luôn, làm có nhiều người làm nhiều khi tới buổi xế chiều gần chết rồi cũng chẳng hưởng thụ được gì. Đó là cái sứ tư bản, đó là như vậy. Còn người ta nó như cái người máy robot vậy, các bạn biết. Còn ở quê hương thì cái cuộc sống nó người ta làm nhưng mà người ta cũng hưởng thụ, ngay cả những người dân lao động vậy. Ngày hôm nay đất nước phát triển đổi mới không ngừng, những cái hạ tầng cơ sở Việt Nam được xây dựng, tôi nói là rất là tốt, cực kỳ tốt đó. Và những cái mô hình dân sự hiện nay ở trong nước, tôi nói chị các bạn, nhà cửa sang sát, cứ thay đổi người dân, họ cứ thay đổi họ làm ăn được, cứ là sửa chữa nhà cửa,
hôm chia ngày xưa thì ở nhà lá, bây giờ nhà ai cũng nhà tường, họ cố gắng họ làm, họ lo làm ăn. Chỉ có cái đám chống cộng ô hợp ở bên Mỹ, các bạn biết tụi nó ăn queo phe phúc lợi xã hội rồi nó lên mạng nó xuyên tạc nó chống phá Việt Nam thôi. Chứ những người mà người ta thành đạt ở bên trên đất Mỹ, anh chị các bạn thấy người ta có bao giờ mà họ đi xuyên tạc chống phá Việt Nam đâu. Tại người ta hiểu được cái giá trị của cuộc sống như thế nào. Mà khi họ về Việt Nam họ rất là trân trọng, họ thấy được ở quê nhà đất nước phát triển và đổi mới. Rất là mừng anh chị các bạn. Các bạn thấy hạ tầng cơ sở Việt Nam ngày càng được xây dựng rất là tốt. Tôi phải nói là rất là tự hào. Bởi vì hạ tầng cơ sở nó là cái mạch máu lưu thông cho cái nền kinh tế, nhất là nó giúp những cái người dân lao động phổ thông, họ thuận lợi cho họ trong cái vấn đề kinh doanh. Các bạn thấy những cái tuyến đường này lúc trước tôi đi là họ phải đâu có, nó được, nó đi rất là, nó rất là chật hẹp, mà bây giờ đã được sửa sang tráng nhựa lại như thế này. Đấy, là những bà con nông dân ở cái vùng này họ khá lên. Những cái mặt tiền, các bạn thấy mặt tiền đụng vô là tiền tỷ không? Ngày xưa vài chục triệu một mét, bây giờ đụng vô là tiền tỷ. Rồi những cái biệt thự, tại vì họ làm ăn nên làm ra, nó tạo nên sự sầm uất trong cái mô hình xã hội. Và người dân, tôi nói người dân Việt Nam họ phấn đấu không ngừng, rất là tuyệt vời anh chị các bạn. Chứ không phải bên Mỹ, mà các bạn thấy đó, mọi khi có chuyện gì cái là chính phủ phải chạy đi vay nợ. Rồi phải lấy tiền thế của những người làm được, tăng thế, lấy thế của những người đi làm lao động phổ thông, đóng cho những cái thành phần mà ngồi đó nó ăn bám vào xã hội. Nhất là cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ, toàn là cái lũ gọi là ăn bám, không có thằng nào ra hồn vía gì đâu. Mấy cái đám đó mà lo nói chạy quá tốc độ. Các bạn thấy tụi nó toàn là nó ăn bám xã hội không, mà không có thằng nào ra hồn vía hết trơn á. Nó chống chẳng ra cái ôm gì hết trơn á. Tụi nó chống mấy chục năm nay anh chị các bạn ơi, nó chống điên cuồng, nó chống một cách ngu xuẩn, một cách gọi là rất là tồi bại. Các bạn nhìn đi, từ thời con Ly, thằng Lý Xà Phạm, Sĩ Hoàng, Đỗ Thông Minh, rồi bây giờ lại có cái thằng nhóc con Trương Quốc Quy. Thằng ơi, cuộc đời cái thằng này rồi nó cũng tàn trong một buổi sớm thì muộn thôi. Các bạn sẽ nhìn đi, ngày xưa con thằng Lý Xà Phạm nó cũng tung hoành dữ dằn lắm đấy, rồi bây giờ nó nổi lên cái thằng Quốc Quy, toàn là cái thứ ôn dịch không, trình độ kiến thức không có, học vấn cũng không có, lên mạng cứ đi kiếm ăn, lừa đảo nhau, câu view, câu kênh, rồi ngồi đó xuyên tạc mấy cái thành phần mà chống cộng ở hải ngoại. Tôi nói gì các bạn, 10 thằng hay 10 đứa tụi nó chẳng ra cái ôm gì chứ, nó nói chuyện nó không có một cái căn cứ, một cái gì mà nó thật cả, toàn là xảo trá bịp bợm, Photoshop, rồi lấy đầu này lắp đầu nọ, cái kiểu treo đầu dê bán thịt chó. Cái lũ chống cộng ô hợp mấy chục năm nay tôi đấu tranh tụi nó trên cái không gian mạng này không ngừng anh chị các bạn, mặc dù cái cuộc chiến trên không gian mạng này rất là gian nan, nhưng mà vì tình yêu quê hương đất nước, mỗi anh em chúng ta cùng chung nhau một tiếng nói để góp phần đẩy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp, cái đám tôi gọi là ngụy nô sọc nô ra ngoài phía sau, các bạn biết không, tụi này nó cũng chết dần, chết mòn, chết lụi, chết tàn, chết trong nhục nhã, chết trong tha thương cầu thực. Tại vì con người của nó đâu có đạo đức, đâu có nhân cách. Các bạn thấy nhiều đứa nó nện bộ đồ nó ra ngoài hải ngoại, rồi nó đi chống cộng nó nện bộ đồ vét rồi vô, như thằng Benny Trương, rồi Tân Thái, thằng bắt ôn Trương Quốc Quy rồi. Chàng ơi, trình độ kiến thức mấy thằng đó 350 mét rẽ phải để vào vùng tinh, toàn là cái đám không có ra hồn gì hết trơn á. Còn những người ta có trình độ kiến thức, người ta ầm ầm ào ào kéo nhau về quê hương, trong tay bắt mặt mừng, trong niềm vui cùng chung vui đất nước,
đổi mới, phát triển, dân giàu nước mạnh, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Các bạn thấy cơ sở hạ tầng, đây là những cái vùng mà ngày xưa chó ăn đá gà ăn muối anh chị các bạn, mà bây giờ người ta đã có được cái đời sống càng lúc tốt hơn. Hạ tầng cơ sở xây dựng rất là đẹp, chứ không phải ổ gà ổ dịch giống như tụi nó tiên truyền các bạn thấy không. Tôi nói bên Mỹ bây giờ có những vùng các bạn về vùng ngoại ô hay là những vùng mà những cái thành phố nhỏ nhỏ thôi, chính phủ đâu có tiền kinh phí để đặng mà sửa chữa đâu, nợ nần ngập tràn đầu tràn cổ. Có đứa thì nó lên mạng, nó lên mấy cái đấu trường rồi nó phê gia đình nó ở bên Mỹ là giàu có lắm, toàn là xạo không. Ở bên Mỹ tôi nói anh chị ơi, bao nhiêu mới gọi là giàu. Ở bên Mỹ cái đời sống nó cao, nhìn những cái mà xe cộ nhà cửa nó nghĩ ô là giàu. Chàng ơi, anh giàu khi nào mà anh gọi là anh không có nợ nần, anh không có phải vất vả cái cuộc sống á, thì anh mới gọi là anh giàu thôi. Chứ còn mà ở Mỹ các bạn nhìn những thành phần mà lên mạng nó nổ, ở bên Mỹ là tao giàu, chạy xe hơi, ô tô, đắt xịt mặt xây đi, vân vân, những cái nhà cửa rồi toàn là nợ nần chồng chất, ăn trước trả sau không à. Nó dùng những cái thứ đó để làm gì? Nó lên mạng, nó xảo trá rồi nó xuyên tạc, nó làm cho những cái người mà ở trong nước họ không hiểu đi theo tụi nó để đặng mà chống phá quê hương, rồi nó cho vài trăm đô ngồi nó ăn, các bạn thấy không? Chẳng có ra được hồn vía gì đâu. Thời buổi bây giờ nó đòi hỏi cái kiến thức và cái trình độ, chứ không phải là cứ leo lên mạng ra rã xuyên tạc chống phá đất nước, cứ cho đó là yêu nước, thì tôi nói các bạn lầm chết, lầm tưởng chết. Nói chính trị đã khó rồi và làm chính trị đã càng khó nữa. Đâu phải cứ lên mạng cứ ngồi đó xuyên tạc chống phá đất nước, cứ gọi là tôi đã yêu nước, tôi đang làm một điều gì đó cho đất nước này tốt hơn nữa. Toàn là cái đám mắc ôm không à, 10 đứa hết 10 đứa chẳng ra nó hồn vía gì chân á. Bởi tôi chửi mấy cái đám này, tôi chửi tụi nó suốt mấy chục năm nay chứ, nó cứ đuổi tôi về Việt Nam rồi. Tôi về tôi bị trục xuất về Việt Nam rồi nè, các bạn thấy không? Về Việt Nam mình cũng sống thôi, cũng bình thường thôi như bao người dân khác, mình cũng hài hòa cùng chung nhau mà vui sống quê hương đẹp không, nó ruộng đồng bát ngát mênh mông, con người ta tuyệt vời. Tôi nói như vậy, ở Việt Nam càng đi tôi đi dữ lắm, các bạn biết tôi đi, chẳng hạn tôi lái xe tôi đi tùm lum hết trơn à, tôi đi khắp nẻo đường quê hương mà tôi rất là thích đi về những cái vùng sâu vùng xa để mình thấu hiểu được cái cuộc sống ở những vùng sâu vùng xa như thế nào và những cái môi trường sống như thế nào. Đi như vậy mình mới thấy được, tôi phải nói là rất là tự hào, vô cùng tự hào là một người Việt Nam anh chị các bạn. Các bạn đang có một thể chế, tôi nói các bạn đốt đuốc đi tìm không có đâu. Các bạn có tiền ở trong nước mà các bạn bỏ quê hương, bỏ đất nước, bán hết đi ra nước ngoài ở, rồi phải làm lao nô lệ cho người ta. Chàng ơi, cái thằng tư bản, để tôi like đợt tiếp, tôi sẽ giải thích cho anh chị em các bạn thấy về cái mô hình tư bản và chủ nghĩa xã hội nó như thế nào. Cái thằng tư bản nó quỷ quyệt lắm. Nó là cái thằng lấy, nó ăn cắp những cái lý thuyết và những cái tư tưởng của người của chủ nghĩa Mác Lê để đặng mà nó dùng những cái lý thuyết đó để đặng mà nó đem về nó xào lại rồi nó sửa rồi nó nhồi nhét lại để đặng mà nó mị dân. Đó là lý do tại sao những cái dân mà nó cuồng tư bản, các bạn thấy không? Khi mà nó qua được cái xứ tư bản đó, chàng ơi, phải chứ tôi ở Việt Nam còn sướng hơn. Ở Việt Nam có xe hơi, có nhà lầu, có tất cả luôn, có vườn tược, có nông trại, bỏ qua bên Mỹ bán hết qua nó mua cái nhà 1 triệu đô, 500.000 đô. Tôi hỏi các bạn nội không đóng thế xăng dịch luôn, đóng thế mà không trả rồi lúc đó chính phủ nó lấy rồi xong rồi bắt đầu hỏi các bạn chứ tiền nhà tiền cửa rồi tiền điện tiền nước rồi tiền đu thứ biêu bổng
mặc dù trả nhà ốp, trả nhà không thiếu nợ nha. Các bạn đừng nghĩ ăn Mỹ nó ghê lắm, cái thằng mắc dịch tư bản nó xạo trá lắm, nhưng mà nó là cái thằng dùng cái thuyết của chủ nghĩa xã hội để đặng mà nó Mỹ dân, mà nó làm cho người ta mê muội vào trong đó. Cái thằng tư bản nó xạo quyệt lắm. Nó dùng đúng thì không nói gì các bạn không, nó dùng nhưng mà nó dùng cái thuyết đó để đặng mà nó gọi là nó manipulate. Các bạn hiểu cái chữ manipulate không? Chứ manipulate là tôi lên đây tôi làm sao mà tôi thuyết trình hay là tôi nói làm sao mà cho các bạn tin rằng cái gì cũng thằng Lại Minh này. Đó là mấy cái thứ gọi là manipulate, nhưng mà nó nói không có thật. Các bạn nó dùng này rằng mà nó áp dụng kia, nó làm cho người ta bị mê muội. Cái chủ nghĩa tư bản nó là như vậy đó. Nó cho ăn cái bánh vẽ mấy thằng chống cộng. Bởi vậy các bạn thấy cái tụi chống cộng ở bên hải ngoại cũng vậy, qua xứ người ta hàng nào nấy còn thua con chó. Dân bản xứ thì nó cốc đầu nó cốc đầu thấy mẹ nó luôn. Đi làm đầu tát mặt thôi, không dám nghĩ, làm tới tuổi già xế chiều gần chết xuống lỗ rồi cũng không hưởng thụ được gì hết, mà ngồi đó cứ là chê bai đất nước. Để các bạn thấy cái ông Vũ Huynh Minh Trưởng, huynh trưởng gì đó, các bạn thấy không, chống cộng cả một đời chống, có cuối cùng con Covid nó giật cái đo đất luôn, có ra cái ôm gì đâu, chết người đời người ta còn nguyền của mấy cái thứ đó nữa, có giúp gì được cho dân Việt Nam đâu. Các bạn thấy toàn là cái lũ ô hợp, qua xứ người ta lao nô thấy mẹ cúi đầu cắm đầu cắm cổ làm ăn được hải sản cao lương mỹ vị, chàng ơi mừng quýnh đích lên. Trong khi đó Việt Nam bây giờ tôi nói chỉ bạn, cái cuộc sống nó đảo lộn lại là gì. Ngày xưa cái người nghèo thì họ ăn mắm quẹt cơm trái, họ ăn ba khía ăn khô. Bây giờ cái thằng giàu ở Việt Nam nó lại đi tìm mấy cái thứ đó nó ăn mới chết chứ, nó mắc quá đi. Tại vì cái người nghèo họ không ăn cái đó nữa, còn tôm cá rồi thịt thà ăn tràn cổ họng. Các bạn thấy còn những cái mà ngay cái ba khía hồi xưa là dân giàu đâu có ăn, người nghèo phải ăn khô được. Các bạn ba khía giờ mấy trăm ngàn ký, khô mực được cũng vậy, khô cá sặc được, các bạn thấy không, chèn ơi nó mắc chả mang luôn. Có vậy bà con Việt kiều bào rồi về mua sách vỏ bị đem về bên Mỹ, đem ra nước ngoài để đặng ăn cho nó ngon. Rồi đồ xuất khẩu các bạn nên nhớ, khi mình hàng mà nó qua xuất khẩu rồi đó, nó phải tẩm thuốc, tại vì cái luật của cái bộ mà thực phẩm ở Mỹ nó khó lắm. Khi mà qua bên xuất khẩu là nó bắt buộc nó phải bỏ, anh phải bỏ thuốc trong đó, antibiotic, chất hormone, những cái chất mà nó làm bảo dưỡng cho cái thực phẩm. Bởi vì ở Mỹ nó ngộ độc thực phẩm, nó chết 53.000 người, 48 triệu người phải nhập là bị ngộ độc đó. Đó là theo thống kê của bên bộ thực phẩm các bạn thấy, và 128.000 người phải nhập viện hàng năm. Đâu phải các bạn nghĩ ở Mỹ nhìn nó sạch vậy đó, nhưng mà dân Mỹ nó đủ thứ bệnh tật hết. Còn dân Việt Nam người ta mạnh sùng, các bạn thấy mấy nhiều bà già cả trăm tuổi, vẫn 90 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, cả trăm tuổi vẫn đi ra đồng ra ruộng, vẫn có cái cuộc sống thoải mái, con cháu đùm bọc lẫn nhau rất là tuyệt vời chứ các bạn. Thôi Lại Minh ngừng lại đây, chúc anh Kim các bạn gặp được nhiều may mắn và luôn luôn phấn đấu trong cái cuộc sống để mình vươn lên. Trong cái khó luôn luôn nó có những cái hay, cái tốt, cái đẹp trong đó. Đừng vì những cái khó hay những cái gì nó bất cập trong xã hội mình quay qua, mình quay lưng với tổ quốc rồi chống đối phá hoại. Phản đối là để bày tỏ sự hiểu biết, để đẩy lùi tiêu cực nó ra phía sau, chứ không phải bức xúc rồi chống cộng tầm bậy tầm bạ, chẳng có ra hồn gì hết. Chứ mình thất bại thì mình phải cố gắng mình vươn lên, còn cái gì mà mình làm không được thì mình phải hỏi lại cái trình độ kiến thức và cái khả năng của mình ở đâu, mình có đủ cái khả năng và kiến thức để đặng mình bằng người ta chưa. Chứ đừng có ngồi đó mà than trách rồi chửi cái thể chế rồi đem xuyên tạc những người quá cố. Rồi tôi nói các bạn sẽ không bao giờ lớn nổi thành người.
tôi nói thật, với kinh nghiệm bản thân của tôi đấu tranh trên không gian mạng này mấy chục năm, tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm bản thân của tôi, những gì tôi chia sẻ là để cùng, để anh em chúng ta cùng nhau học hỏi lẫn nhau. Ngay cả những gì tôi nói cũng giúp tôi nhắc nhở tôi trong cái cuộc sống mình cần phải sống tốt hơn, cho nó đúng hơn, nó đứng đắn hơn. Cái gì sai chưa hoàn hảo thì mình sẽ làm cho nó tốt hơn. Nhân vô thập toàn mà. Thôi lời mình xin chào anh chị các bạn, chúc anh chị các bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye.